5 đặc điểm nhận dạng người đàn ông có số giàu sang phú quý. Hãy xem hết video để biết đó là những đặc điểm nào nhé. Thứ nhất là người có cánh mũi to, thể hiện sự bản lĩnh phóng khoáng và có tài ăn nói, biết nhìn xa trông rộng. Thứ hai là người có đôi tai to, thể hiện sự thông minh, tài giỏi và làm việc rất là thành công trong công việc. Là người có bàn tay to, là người phúc đức lớn trong cuộc sống, họ được che chở bởi quý nhân, gia đình và bè bạn. Thứ tư là người đàn ông có ngực to, đây là người đàn ông bản lĩnh và có tham vọng lớn. Chỉ cần họ chịu khó, siêng năng, chăm chỉ thì họ sẽ sớm thành công. Thứ năm là người có mông to, thể hiện sự giàu có về tình cảm cũng như về tiền bạc, thể hiện sự chung thủy cao trong tình yêu. Trên đây là 5 cái bộ phận thể hiện sự giàu có của một người đàn ông theo nhân tướng học. Tuy nhiên, còn phải phụ thuộc vào số phận của từng người và sự cố gắng kiên trì nỗ lực của từng người, từng hoàn cảnh khác nhau mà cái độ giàu có khác nhau nữa nhé. Hãy tăng tên bạn bè hoặc là chia sẻ cái video này cho mọi người cùng biết nhé. Nhớ tim và follow em Thúy đó.